Đà Nẵng để dân tập trung trò chuyện, bí thư chủ tịch phải chịu trách nhiệm. Chỉ đạo công tác phòng chống dịch trong thời gian thành phố tiếp tục thực hiện phong tỏa, ông Nguyễn Văn Quang, bí thư thành ủy Đà Nẵng cho biết, kiểm tra thực tế cho thấy sau 10 ngày đã bắt đầu có sự lỏng lèo, hạn chế trong việc lập chốt phong tỏa ở các khu dân cư. Nhiều điểm tuy có yêu cầu lập chốt cứng nhưng không được thực hiện hoặc làm sơ sai. Bí thư Đà Nẵng đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch có thông báo rút kinh nghiệm kết quả thực hiện 10 ngày, ai ở đâu ở yên đó, nhân lên những cách làm hay. Thời gian qua, thành phố đầu tư rất nhiều công sức về đến thời điểm này đã xác định được các vùng đỏ, vùng vàng và vùng xanh. Vì vậy, các quận huyện chịu trách nhiệm thống nhất với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật để xác lập các vùng phải có mục tiêu rõ ràng. Cụ thể là với vùng đỏ, vùng vàng thì mục tiêu chính là giảm nguy cơ. Bí thư Đà Nẵng yêu cầu tăng cường kiểm tra các quận huyện từ ngày 27 tháng 8. Nếu còn lập các chốt không chặt chẽ, kiệt hẻm nào để người dân ra khỏi nhà, thì bí thư chủ tịch nơi đó phải chịu trách nhiệm trước thường trực thành ủy và ban chỉ đạo. Về kế hoạch xét nghiệm, ông Quảng chỉ đạo 10 ngày tới phải quyết liệt hơn để truy F0 trong cộng đồng, ngành y tế phải có báo cáo kết quả triển khai xét nghiệm chậm nhất vào ngày mùng 3 tháng 9, để trên cơ sở đó, ngày mùng 4 tháng 9, ban chỉ đạo sẽ họp đánh giá cho những ngày tiếp theo.